đây là Kim Trần, là một người em, cũng là một người khách hàng thân hương của bên công ty Trầm Hương Nguyễn, và cũng là một fan cứng của nam ca sĩ Đa Nguyên, là đại diện hình ảnh cho công ty Trầm Hương Nguyễn nè. Hôm nay đầu năm em ghé đến đây để mua cái nhang trầm về để xông nhà, giống như là xông tiệm đồ ở nhà mình, cũng giống như là ở phòng ngủ. Và hôm nay là em tới đây để hái lộc trực tiếp nha. Bây giờ là mời em Kim Trần chúc đến gửi lời chúc đến lại giống như là những khách hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn, với lại là những khán giả luôn. Kim Trần xin kính chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi bây giờ em chọn cái bao lì xì nào mà em thích nhất, em hái đây đây chị cầm cho. Rồi. Mới hổm là đã hái nha. Coi như là Đa Nguyên hái online cho Kim Trần rồi đó, nhưng mà hôm nay ghé mua nhang thì Hương Nguyễn kêu là thôi hái lại đi, vì là còn mấy ba lì xì nên giờ hái lại đi, bây giờ mở ra coi luôn. Mở ra coi luôn có hái được nhiều hơn không? Có đúng, dạ cũng là 2 tỷ đô nữa. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Thank you. Rồi, thank you em.